الركن الأول من أركان الإيمان. Trụ cột đầu tiên nằm trong sáu trụ cột của iman. أن تؤمن بالله. Đó chính là chúng ta tin tưởng vào Allah Subhanahu wa Taala. كيف نؤمن بالله؟ Và làm như thế nào để chúng ta tin tưởng Allah؟ لابد أن نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة. Bắt buộc chúng ta phải tin tưởng vào ba loại của tawhid. ونؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. Chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện của Allah Subhanahu wa Taala. ما الدليل على وجود الله؟ Và bằng chứng nào chứng tỏ rằng chứng tỏ lên sự hiện diện của Allah Subhanahu wa Taala. أدلة كثيرة جدا. Bằng chứng của nó là vô vàn, nó là bao la. يمكن أن نجملها في أربعة أدلة. Và chúng ta có thể tổng hợp nó thành bốn bằng chứng. الأول. Đầu tiên. العقل. Đó chính là trí tuệ của chúng ta. يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد سبحانه وتعالى مدبر. Và chúng ta không thể mà suy nghĩ ra một cái điều gì đó hay là chúng ta có thể liên tưởng thành một điều gì đó ngoài trừ những cái điều mà Allah Subhanahu wa Taala đã ban cho chúng ta bằng trí tuệ của Ngài. الدليل الثاني. Và điều thứ hai. تكون في مصيبة في ضيق ماذا تصنع؟ تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج هذا دليل محسوس ملموس ترى بعينك نعم هذا دليل على وجود الله. Đó chính là khi mà chúng ta gặp một tai họa hay là chúng ta gặp một hoạn nạn nào đó, chúng ta giơ tay cầu xin Allah Subhanahu wa Taala chúng ta thoát khỏi nó để chúng ta có thể tự cứu lấy bản thân mình thì chúng ta đã đạt được nó, đó chính là bằng chứng sự hiện diện của Allah. الدليل الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. Bằng chứng thứ ba cho sự hiện diện của Allah đó chính là sự tự nhiên khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì tất cả những đứa trẻ được sinh ra họ đều biết thượng đế của mình là ai. الدليل الرابع الشرع والشرع الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. Và bằng chứng thứ tư đó chính là đường lối của Islam để lại, đường lối Islam của để lại từ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và từ kinh sách mà Allah đã ban xuống. Nào.